Ngày 26 tháng 3, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 3 năm 1931, ngày 26 tháng 3 năm 2024. Đến tham dự có đồng chí Quỳnh Chí Quanh, trưởng ban nhân dân thành ủy, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Châu Đốc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôm lại truyền thống 93 năm dễ dàng của Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Qua suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái tiên phong trên mọi lĩnh vực, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tiếp bước truyền thống của các thế hệ cha anh, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Châu Đốc không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi chuyển biến tích cực về nội dung và hình thức luôn bám sát nghị quyết của đảng, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực. Tuổi trẻ thành phố Châu Đốc luôn sung kích đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, thi đua học tập, ứng dụng khoa học công nghệ, thi đua lao động sáng tạo để lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp. Xung phong tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từng bước xây dựng thành phố Châu Đốc ngày càng văn minh hiện đại. Tại buổi họp mặt, các đồng chí lãnh đạo cán bộ đoàn qua các thời kỳ cũng đã chia sẻ truyền đạt những tâm huyết và kinh nghiệm cách làm hay để đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố đạt nhiều kết quả tốt hơn. Dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn Châu Đốc đã trao tặng quà cho cựu cán bộ đoàn thành phố qua các thời kỳ và tổ chức hội thi Thanh niên Châu Đốc Thanh lịch vui khỏe năm 2024.